Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Susu TV. Trong video hôm nay, Susu sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin mới rất là hấp dẫn nha mọi người. Mới đây thì có một cái thông tin cực kỳ vui đến từ ca sĩ Trixie Phương Trinh. Chị ca sĩ Trixie Phương Trinh đã chia sẻ thông tin vui này. Chúc mừng Phi Nhung ngày 8 tháng 3 giờ thêm ý nghĩa. Ngày 8 tháng 3 là một ngày đặc biệt. Nó đặc biệt không phải vì nó là ngày phụ nữ quốc tế International Women Day, mà nó là ngày gia đình vui mừng chào đón thêm một thành viên mới. Cháu tên là Madeline Nhung Võ, chào đời vào lúc 12 giờ 45 phút trưa ngày 8 tháng 3 tại thành phố Anaheim, Mỹ. Phi Nhung ơi, Wendy đã sanh cho em một đứa cháu gái dễ thương, khỏe mạnh và bụ bẫm. Cháu nặng 8 pounds, tương đương 3,6 kg, dài 19,5 inch. Vậy là em đã có được ba đứa cháu ngoại rồi đó. Qua mặt bà chị của em vùng vụt à. Madeline cũng như anh Nikolai của nó, hai cháu đã mất đi cơ hội để gặp mặt bà ngoại của mình ở ngoài đời. Nhưng huyền thoại của người ca sĩ tên Phi Nhung, bà ngoại của chúng sẽ luôn được người đời nhắc đến. Và khi lớn lên, các cháu sẽ tự hào lắm khi biết bà mình là một người vĩ đại như thế nào. Wendy giờ đã dọn về lại Cali, nên Nathan, Nikolai và Madeline sẽ có nguyên một đại gia đình gồm bà cố, các bà dì, ông cậu và các dì cậu bên cạnh, nên em đừng lo nhé. Ở nơi nào đó em hãy vui vẻ, con gái và các đứa cháu của em sẽ không bao giờ một mình đâu. Chúc mừng em đã có thêm cô cháu gái xinh như thiên thần. Vậy là bây giờ đã xác nhận thông tin rồi nha mọi người. Wendy Phạm đã sanh được một bé gái bụ bẫm trông rất là đáng yêu. Và chị Trixie Phương Trinh đã có đăng tải bức ảnh bé Madeline đang ngủ say trông rất là dễ thương. Và có nhiều bình luận để lại nhận xét là trông bé rất là giống với các anh trai của mình. Chúc mừng gia đình Wendy nha. Con đã thêm một thiên thần nhỏ tặng mẹ Phi Nhung của con nha. Chúc bé hay ăn, chóng lớn nè. Chúc mừng người thương, chúc mừng Wendy. Chào mừng và chào đón em bé gái kháu khỉnh đáng yêu đã đến. Chúc mừng cả nhà mình nha chị. Vậy là bé Madeline cũng sinh vào lúc 12 giờ trưa ngày 8 tháng 3. Phải nói đây là một em bé gái cả gia đình rất là mong muốn, và giờ lại có em trên đời này nữa. Đây là một niềm vui không thể nào vui hơn nữa. Và ca sĩ Trixie Phương Trinh cũng đã chia sẻ là giờ đây bé đã có một đại gia đình gồm bà cố, các ông bà và các cô chú anh chị rất là đông bên mình. Tức là gia đình nhỏ của Wendy vẫn đầy đủ người chăm lo. Và đặc biệt gia đình của mẹ nuôi của Wendy là chị của chị ca sĩ Trixie Phương Trinh sẽ luôn kề vai sát cánh để chăm sóc cho các cháu. Vậy thì chị hai ở nơi xa đó hãy yên tâm nhé. Và theo video trước đó thì mình cũng có chia sẻ là quản lý Diễm Phạm cũng có chia sẻ là gia đình chờ đón thêm một thành viên mới, một thiên thần mới xuất hiện. Và giờ đây thông tin đã xác nhận là ca sĩ Trixie Phương Trinh chia sẻ bức ảnh đẹp như vậy thì ai nấy rất là mừng. Và đây chắc chắn là mọi người cũng rất kỳ vọng vào bé gái này nhiều lắm. Có thể bé sau này cũng sẽ nối nghiệp bà ngoại chăng. Và rất nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận như vậy, mong muốn và hy vọng cũng như cầu chúc cho bé gái sau khi lớn lên sau này sẽ có được có thể theo con đường âm nhạc giống như bà ngoại, thì đó là một điều rất là đáng mừng. Còn riêng cậu Huy thì hôm nay sau khi về nước thì cậu Huy cũng ghé lại tư gia của chị hai để dẫn các bé như là Phi Như, bé Trí, bé Đạt dẫn đến quán cà phê để cho các bé ăn uống vui chơi trong những ngày nghỉ cuối tuần. Thông thường thứ bảy chủ nhật thì các bé không có đi học, do đó cậu Huy đã đón các bé đi chơi dịp cuối tuần. Mấy cậu cháu đi chơi rất là vui vẻ. Và bên cạnh đó cậu Huy cũng chia sẻ ở lên trang fanpage của cậu là Huy đang cần một nhóm bạn decor cho quán cà phê của mình với ý tưởng cổ xưa gợi nhớ quê hương mộc mạc. Mong các công ty hay nhóm bạn chuyên làm việc yêu thích hoặc đam mê với tiệm cà phê liên lạc với Huy để mình cùng nhau xây dựng cho Sài Gòn các bạn có nhiều lựa chọn cho điểm hẹn cà phê. Bạn của Huy ai biết giới thiệu Huy nha, cảm ơn nhiều. Cậu Huy cũng cần gấp, mọi người có thể liên hệ để đi co lại quán cà phê của cậu Huy.
Và khi mọi người biết đó là quán cà phê qua giấy thì có nhiều bình luận nói về quán cà phê này: đẹp tuyệt vời vậy rồi còn cần gì decor nữa hả Quy? Càng đơn giản càng đông khách tìm đến, miễn là chất lượng cà phê chuẩn, giá cả hợp lý. Bởi nay kinh tế khó khăn, giá đắt là cả một vấn đề, cứ từ từ. Giờ cứ thế mà chiến đã, chúc cà phê hoa giấy luôn thành công và phát triển. Vậy là trong thời gian qua, chỉ mới khai trương vào dịp Tết gần đây thôi, nhưng mà quán cà phê hoa giấy cũng đã nhận được hiệu ứng khá là tốt từ phía khách hàng. Vì quán trong dịp Tết thì quản lý Diễm Phạm cùng với ekip Buddha Cha đã trang hoàng rất là đẹp, có nhiều tiểu cảnh để mọi người vào đó vừa uống vừa thưởng thức, và có thêm những bức ảnh chụp cùng với quán cà phê để lưu ảnh làm kỷ niệm, nên nhiều người khen. Và bây giờ hiện tại là khuynh hướng cà phê đang hướng về chân chất giản dị mộc mạc, do đó nhiều người cũng để lại lời khuyên với cậu Huy là đừng trang trí gì thêm nữa, bây giờ quán đã đẹp như thế này rồi, làm nữa cũng chỉ là tốn kém mà thôi. Đặc biệt là hãy chú ý về chất lượng cà phê, giá cả nữa, tại vì đang thời buổi kinh tế khó khăn, do đó nếu mà đầu tư nhiều quá thì mọi người rất là lo ngại cho cậu Huy. Riêng quản lý Diễm Phạm thì cũng có chia sẻ một cái niềm vui cuối ngày ở tại quán Buddha Chai, tức là ngày hôm qua ngày 8 tháng 3 cũng là một ngày khá là đông khách đến với quán chai. Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc mà chúng tôi cũng như tập thể nhân viên đã đem đến cho quý thực khách nhân ngày 8 tháng 3 những khung hình đẹp nhất, những cành hoa hồng tươi đẹp nhất tại Buddha Chai. Xin chúc tất cả chúng ta luôn mãi hạnh phúc và bình an bằng sự yêu thương này. Vậy là ngày 8 tháng 3 thì quán Buddha Chai cũng có những thực đơn cũng như ưu đãi dành riêng cho phái nữ. Và đặc biệt nhất là fan hâm mộ của chị hai luôn mong muốn đến để có thể chụp cùng với di ảnh của chị đặt trước quán. Và do đó khung cảnh rất là đẹp đã được đội ngũ các anh chị nhân viên của Buddha Chai trang trí một màu hết sức là dễ thương. Bên cạnh đó thì trong quán những bức ảnh mà Diễm Phạm chia sẻ luôn tấp nập khách đến để thưởng thức ẩm thực chay. Mọi người có dịp đến đông vui và đặc biệt đi với gia đình cũng như là có những bữa tiệc ấm cúng. Rất là nhiều fan hâm mộ lớn tuổi có được những bức ảnh chụp chung với di ảnh của chị hai. Mọi người rất là vui mừng cũng như có nhiều xúc động lắm khi đến với quán Buddha Chai. Trước đó thì ca sĩ trẻ Trường Huy cũng có lời chúc mừng ngày 8 tháng 3 trên trang fanpage của Trường Huy. Dạ, ngày 8 tháng 3 chúc cho tất cả những người phụ nữ thật luôn tươi trẻ, rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Vào bếp nấu mì ăn rồi đi làm, chứ cũng chưa tặng bông cho ai. Dạo gần đây thì Trường Huy cũng có thêm thật là nhiều show cùng với anh trai Trường Sang. Bên cạnh đó thì giọng ca ngày càng tiến bộ, đã được chú Mạnh Quỳnh uốn nắn, do đó Trường Huy ngày càng dạn dĩ hơn trên sân khấu. Và hôm nay thì Trường Huy gửi lời chúc mừng ngày 8 tháng 3 cho ông bà cô chú, cũng như chia sẻ là tự tay nấu món ăn để trước giờ đi show. Và mọi người cũng có nhiều bình luận khen cũng như là chúc cho anh ba càng ngày càng đẹp trai và hát hay và thành công trên con đường ca hát. Sự ưu ái dành cho Trường Huy cũng giống như là Trường Sang, fan hâm mộ luôn cầu chúc cho các bé có con đường phát triển thành công.